Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi 12 game Witcher Om Nom. Trời ơi, nhiều con đường đi thế. Ôi trời, một khoảng trời trắng, một khoảng trời trắng. What? Chỗ này chơi Grab Fuel. Tìm bát tìm đĩa. Wow. Thank you.
Chúng ta đang trong game Temporang và mình đang đi trên dòng sông cầu vồng. Có điều gì thú vị ở đây không? Rất là thú vị bởi vì rất là nhiều màu sắc, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp vô cùng. Ôi 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 ôi, chúng ta sang ghé thử gần. Mình đã hạ được cái ông này. Tiếp tục nữa. Which command is holding? Ôi ôi, chưa kịp biến hình luôn này. Phiêu. Trộm này á. Ha.
Ê, để bố mẹ ông này sẽ làm kiểu gì? Ủa, cái xe đồ cái ván này hỏng. Mà cuối cùng kho báu đã bị đánh cắp rồi. Wow, chúng ta sắp tiếp cận được tên cướp mình. Đều đều. Ui rồi, nát ruột rồi. Sửa xe đã đi được. Ok. Ui. Chúng ta dành sẽ lấy nó. Trò chơi Tom Run. Chúng ta chọn Super Ginger. Anh chàng này xuất hiện rất là nhiều trong game. Oh. Thật không tin được. Cái này là chơi với ngón tay bên này thôi. Ngón tay bên phải, ngón trỏ phải để chơi mới luật. Chứ ngón khác chơi kém lắm. Cái ông mèo này, con mèo nó làm cho gì đây? Ô, cái gì đây? Bây giờ đến lượt chó Ben. Chó Ben xem chơi cái này. Chó này có dấu hiệu giật. Chơi cái này, chơi cái deck gì đây?
Cháu Ben đang cần làm cái điều gì đó. Xem cậu ta đang đi đâu nào. Mưa. Select your character. Choose your challenge. Cái đồ rồi. Choose your character. Tiếc quá nhỉ. Chúng ta đang sử dụng làm gì? Doom. Có nổ. Vậy thì đang lạc trên vũ trụ, đang ở lơ lửng trên không gian. Rồi. Cái đạn này bắn rất nhiều người rồi này. Để coi.
Chờ hết game, goodbye.